Không lâu sau buổi trao Rakit, buổi lễ khai mạc giải chạy Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019 Cup We Love đã diễn ra hoành tráng và công phu. Buổi lễ khai mạc ngoài việc chào đón các đại biểu của tỉnh Hậu Giang còn có sự góp mặt của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao ông Trần Đức Phấn. Cũng tại buổi lễ, Sở Văn hóa Thể dục Thể thao tỉnh Hậu Giang, công ty Lavifood và công ty cổ phần truyền thông Nexus đã cùng nhau ký kết hợp tác tổ chức và phát triển giải chạy Mekong Delta Marathon Hậu Giang trong vòng 3 năm. Là một giải đấu có tuổi đời non trẻ trong làng chạy phong trào, nhưng Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019 đã mang lại cho các runner một trải nghiệm vô cùng thú vị, từ khâu nhận bib, các trò chơi cho đến buổi lễ khai mạc đầy sắc màu và đặc trưng văn hóa của vùng đất sông nước Hậu Giang. Để có được sự thành công như vậy, phải kể đến sự phối hợp rất chuyên nghiệp của tỉnh Hậu Giang và đơn vị tổ chức, đó là công ty cổ phần truyền thông Nexus. Trong cái khâu mà phối hợp với đơn vị tổ chức cũng như các nhà tài trợ thì chúng tôi làm rất là tốt. Từ khâu ngay ban đầu để xây dựng kế hoạch, rồi khảo sát những đường chạy, rồi tổ chức các cái điểm để phục vụ nước, trái cây cho vận động viên. Đến giờ này chúng tôi có thể khẳng định một điều là cơ bản về cái khâu tổ chức, chúng tôi tổ chức chuẩn bị rất là chu đáo. Cái đơn vị chỗ nước xịt thì cũng phối hợp rất là chặt với chúng tôi. Bởi vì sao, mặc dù anh em thì ở trên kia họ không rành địa phương mình, nhưng mà với cái tinh thần phối hợp đồng bộ giữa hai đơn vị thì chúng tôi có phối hợp rất là nhịp nhàng từ khâu chuẩn bị đến cái khâu tổ chức. Đối với phía địa phương thì chúng tôi nhận được sự bảo đảm và hỗ trợ rất lớn về mặt phối hợp, đó là về an ninh, về vấn đề hậu cần, về các cái vấn đề liên quan tới cái lực lượng đối ứng tại chỗ. Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019 đã đưa các vận động viên cũng như người dân trải qua một buổi lễ khai mạc hoành tráng và công phu nhất trong các giải chạy phong trào từ trước cho tới nay. Bây giờ, tất cả đang cùng hy vọng sự thành công đó còn được tiếp diễn trong ngày các runner tranh tài.